Rồi Nguyễn Toàn xin chào tất cả các anh em đã trở lại clip tiếp theo của kênh Toàn ha. Thì hôm nay thì Toàn cũng vừa hoàn thành xong một số mẫu chân vịt anh em. Bữa nay thì nói chung đồ ngẫu nhiên, hai cánh ba cánh, hai cánh thái ba cánh thái, ba cánh nhọn và hai cánh thường. Thì những cái mẫu thông dụng để cho anh em đi làm ăn ha. Rồi thì mời tất cả anh em vô xem cùng ủng hộ cho kênh Toàn ha, và cũng như ủng hộ sản phẩm của Toàn. Ngày hôm nay Toàn sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu cũng là những mẫu cũ anh em. Thì ở đây cũng có một hai mẫu mới gì đó, thì chút xíu Toàn giới thiệu cho anh em thì Toàn sẽ nói những cái mẫu mới cho anh em xem ha. Thì ở đây thì những cái mẫu ba cánh này thông dụng cho anh em đi làm ăn, đi tải thì rất là ok anh em. Tải có tốc độ anh em. Ý Toàn nói ở đây tải là tải tải theo những cái vỏ nó hơi nặng anh em. Nhưng mà nó vẫn có tốc độ, vẫn giọt. Giọt tay là giọt theo cái vỏ nặng anh em, còn giọt theo cái vỏ nhẹ là khác. Nó có những cái giọt nó nhiều khi anh em không hiểu. Đây là giọt cái vỏ nặng, nó rất là giọt, còn như vỏ vô vỏ nhẹ thì nó không giọt đó, tại vì nó bắt nước cao anh em thì nó đi vỏ nặng hay. Thì cái này thì mẫu này thì cũng đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi, ba cánh nhọn anh em thì xài rất là nhiều thể loại máy, từ máy xe, máy xăng ha, nhông sên. Đó. Thì ở đây thì hai có hai mẫu thì giống nhau. Xe 66, 64, còn máy xăng thì máy 7 ngựa, 7 ngựa rưỡi. Còn nếu anh em đi đặt lường thì chạy được 68. Thì ở đây Toàn có cái mẫu mới anh em, thì mẫu này nó có ký hiệu là K12, thì cho anh em đi được máy xe ha 378 hoặc là 382. Đó. Thì tùy theo anh em báo đặt lường hay là chạy đuôi tôm ha. Thì cái này thì lắp 16, 18, 20 rồi toàn đều có, nhưng mà cái này thì nó còn áp dụng cho cái máy cốt xéo anh em, là kêu nhông bọng á, 20 ngựa, 18, 15. Đó. Thì chạy ok anh em. Thì cái này thì dày dặn cứng cáp anh em, bao cho anh em xả gác xả lục bình ha. Đây là một mẫu mới. Thì ở đây Toàn có một cái mẫu mới nữa nha anh em. Thì đây, thì cái mẫu này thì báo cho anh em chạy được dòng máy xe ba máy nha anh em. Đây là dòng máy xe ba máy, thì cho anh em chạy được thằng 3T8482 đó, ba máy anh em. Còn nếu bốn máy thì cái này áp dụng cho anh em chạy được thằng Cuta 72 anh em, 72, 75, 78 đó. Thì theo anh em đặt thì Toàn sẽ lấy nước nặng nhẹ nó khác nhau, tùy theo cái máy nó xây chịch ở đỉnh ấy, thì bên Toàn sẽ căn chỉnh cái giọng nước anh em. Giọng nước là giọng nước này, thì ví dụ những cái máy nào hơi mạnh hơi lực thì Toàn lấy nước độ lấy nước cao một chút, còn những máy yếu thì Toàn sẽ xả nước bỏ bớt, thì nhưng mà vẫn đi có tốc độ cho anh em đó. Thì cái mẫu này thì đi lục bình là ok anh em, nó có rất là nhiều ưu điểm anh em. Thì nó xả gác tốt nè đó, xả gác xả lục bình tốt. Cái thứ hai là nó không còn gỉ anh em. Cái thứ ba dày dặn cứng cáp, nhưng mà nó vẫn có tốc độ anh em đó. Còn nguy bệnh nói hay khang tiếng em thông cảm ha. Thì ở đây thì cũng cái dòng này hổm gầy Toàn cũng có bán cho một số anh em rồi, thì theo anh em có chạy rồi thì cũng báo là tốc độ là ok, chứ còn thực tế tại tiệm thì Toàn chưa có bán tại tiệm anh em. Nói chung là cũng có một vài anh khách dặn rồi, thì nếu mà có duyên với mấy anh đó lại tại tiệm thì Toàn sẽ rảnh quay clip cho anh em xem cái mẫu về cái mẫu này luôn. Đó, thì mẫu này cũng giống như mẫu đó anh em. Thì ở đây Toàn có một cái con Isuzu cũng là mẫu mới anh em, thị trường mẫu mới anh em. Thì Isuzu thì nó có rất là nhiều loại cánh nhọn, cùi sắn, cánh sắn, cốt dài, nhưng mà ở đây là ba cánh thái canon anh em. Đó, thì cho anh em đi xả gác xả lục bình là vô tư, bao cứng cho anh em chạy, bao gồ gỉ ha. Thì cái này thì cho anh em chạy được Isuzu 93 ha, còn 98 vẫn có anh em đó. Thì mẫu này là con 25, nếu anh em có đặt hàng thì từ con 25, 22 đều có anh em. Thì ở đây cũng có cái mẫu 4T86, 88 đó, thì cho anh em đi là vô tư nha, tốc độ là ok đó. Đây là giọng nước của bên Toàn làm cái giọng nè anh em.
Thì cái này mẫu này thì báo với tất cả các anh em thì mẫu này thì bao cứng cho anh em ha. Bao cứng, bao còn rỉ. À, còn nói tới chuyện công sái giọng thì không có nha anh em. Này là con 25, nếu anh em đặt hàng 25 22 đều có. Rồi tiếp tục hai cánh thái anh em. Thì mẫu này là mẫu AB thì các anh em đã xài cũng mẫu này rồi thì anh em cũng đã biết về mẫu này ha. Thì nó cũng rất là nhiều thể loại máy, từ máy khúc xéo 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, cái 13 nhông sên luôn ha anh em, máy xe mini luôn ha, ba máy lồng 64, 66, 67. Thì đây là cái mẫu lào anh em, thì mẫu này thì ok anh em, cốt dài ha, cốt dài. Mẫu này giống như là những cái mẫu bên Thái mà giống như mẫu bên Thái Lan mà ấy, xin lỗi anh em, mẫu này là nó gặp ghi gì những cái mẫu bên Thái người ta chạy cần anh em. Thì đem về đây thì mình làm chỉnh sửa mình đi đổ thì nó có tốc độ anh em. Thì hôm nay đây chốt được hai cá anh em, đây cũng vậy. Thì ở đây có một cái cánh 11cc nhưng mà cánh này toàn làm mà khá là mất công nhiều anh em, là bỏ công rất là nhiều. Thì mẫu này cho thằng 11 cục phẳng có độ nha anh em. Một cục phẳng có độ hết anh em. Rồi đây tiếp cái mẫu này. Nó chạy cho thằng 13 13 13 mà đi tải anh em. Thì chạy ok ha. Này hai cánh thường, 13 đi tải anh em. Cái này thì những anh em đi ngoài Bắc á, đi xuồng nhôm hoặc là xuồng gỗ á, hoặc là đặt lường những cái vỏ nặng á, thì ok anh em. Thì hôm nay đây chốt được hai cái cũng giống hệt nhau anh em. Đó, này hai thắt 6 anh em. Rồi anh em muốn xài hai thắt 8 thì nó chuyển qua mẫu này. Thì vẫn là đi cho máy xe hai máy được, máy xe hai máy đặt lượng nha. Còn đây là cái mẫu 5 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi anh em, cốt phẳng. Đây là cái mẫu 3T72 anh em. Thì cái này là ba cánh cho anh em đi tải ha, tải nổi thì có tốc độ hết. Thì cái này thì găng nó găng 10 18. Thì nếu anh em có xài 11 cúc xéo hoặc là máy chính gì á thì vẫn xài mẫu này được anh em, cúc xéo á. Đây cũng là cái mẫu cúc dài anh em. Thì cái mẫu này cho anh em xài được thằng 3T75, T78 anh em. Thì cho anh em chạy ok, này là kêu cốt cao. Thì cái này thì ngoài ra anh em xài được cho thằng tầng từ thằng 13, 15, 18, 20 nhông bọng là cốt xéo anh em. Thì xài ok anh em. Hoặc là anh em đi trong sên tua chậm vẫn được. Thì cho từ thằng 7 rưỡi 8 rưỡi cốc xéo này, với máy xe mini anh em. Thì ở dưới đây cũng vậy đó, thì bên đó cũng vậy, cũng là cái mẫu giống mẫu này anh em. Thì cũng quay lên cho anh em xem luôn. Thì đây thì có cái mẫu máy 6 này nè, máy 60 65 cốc xéo đó. 60 65 cốc xéo ha. Thì anh em đi trong xe được luôn nha nè. Thì ở đây tôi cũng chốt được 4 cái nè anh em, đây cũng vậy luôn. Đó.
Thì ở chỗ trên cái chỗ tại tiệm toàn làm anh em ở mặt trước á, mặt dưới mé sông anh em, còn mặt này mặt trên lộ. Thì thời tiết bây giờ nó nóng quá anh em, thì có mấy bữa trời mát còn quay video hôm trước với nó hơi bụi dơ quá, thì hôm nay thôi lên trước quay cho mát mẻ căn nhà lá nha anh em. Rồi thì clip toàn đến đây kết thúc ha. Rồi thì tất cả anh em vô xem thì cũng nhớ cho toàn một like và một lượt đăng ký kênh ha, và nhấn chuông. Toàn sẽ cập nhật cho anh em những clip tiếp theo của toàn ha. Thì thôi clip toàn đến đây xin tạm dừng anh em.